Và nếu nhìn không nhầm thì Vinboy còn nguyên hồi máu chưa dùng trong cái tình huống phải lên bảng điểm số vừa rồi. Và các bạn đừng quên, từ đường trên đang có đánh nhau và đó là một tình huống solo kill thành công của Ember. Để xem cô Tịch làm gì. Cô Tịch đã mất đi pha làm choáng của mình ở dạng na khổng lồ. Anh ta cùng một đàn lính hùng dũng tiến vào. Ember vẫn bị dính sát thương từ pha ném nhà đó. Cô Tịch đã bị phản đòn ở trong trụ. Pha xử lý rất là non của cô Tịch, đối phương còn nguyên cái phản đòn của bạn đã dùng chiêu cuối. Ở trong những cuộc BK tay đôi thì thường là Tông sẽ là người có lợi nếu như không có sự can thiệp từ rừng. Còn Slayer thì ta bị mất rất nhiều máu và đã phải nằm xuống chiến công đầu. Và Celeb lại lên tiếng một cách vô cùng dõng dạc. Nhưng ngày hôm nay khi gặp lại Celeb chứng tỏ rằng mình chưa hề già một chút xíu nào cả. Palette là người mở rất là tốt với tình huống quăng giải băng để làm nền cho pha xử lý tiếp theo đó của Celeb. Ui, hai pha quăng giải băng. Hình như là Slayer và chống lại cái khả năng để đóng băng thế lính từ đường dưới. Trong khi đó thì đường giữa đang bị gành và đó là Blade với vũ điệu cá sấu của mình. Ôi, một lượng máu cực kỳ lớn và điện có bị thiêu đốt vào người. Đó là lý do vì sao anh ta đang đánh nhung và không thể nào ở lại với giao tranh, nhưng bắt lần hai này thì nó lại trượt. Trước đó thì Blade đã phải mất một của mình rồi và điện người chơi cực kỳ tốt trong pha thi đấu này. Đây vẫn là một cái điểm sáng của FBC. Còn ở đường trên thì lại là solo kill và Ember. Anh ta vẫn chạy KPI một cách rất mạnh mẽ. Thế nên mình nói rằng là chúng ta nên tác động đến ban tổ chức để có một cái giải thưởng nữa là vua solo kill để cho các vận động viên có thể gọi là thu tranh và tấn công vào trong trụ. Đấy, anh luôn thấy tôi nói đúng không? Và đang có những cái xu hướng kiểm soát ở đường cánh trên. Khi có đến 3 con mắt kiểm soát được cả một trên đó, Blade bị bắt ở khu vực đường dưới này. DNK chưa vào. Blade biết rằng mình có thể đổi mạng lại với đối phương và DNK cũng hiểu điều đó. Anh ta đánh cực kỳ cái cần, đứng cực xa và không cho Blade tiếp nhận bản thân mình. 3 cái trang lưỡi liềm liên tục đúng. Và đây là một thế mà Blade vẫn sống được. Đẹp có sát thương thêm, có trừng phạt và DNK có được mạng. Thì duy nhất cũng sẽ phải cực kỳ cân nhắc trong những tình huống múa khu vực hang rộng. Và laptop biến lên sử dụng một tình huống quăng giải băng rất tốt nhưng ta không kịp nhận ra, bởi vì đó là tấm thảm bất ổn và quá nhiều CC của duy nhất đã tung ra. Sau đó FBC đang kẹt lại địa phải nhảy qua tường, Celeb cũng buộc phải tóc biến và Câu Tịch lao vào nhưng ta chưa giữ chân lại được. Anh ta không có CC, anh ta chỉ có sự khó chịu mà thôi. Và FBC vẫn lui ra được, hợp chất tung tới nhưng nó không giữ chân được ai cả. Vấn đề là FBC sẽ phải bước vào pha giao tranh rồng này mà không có người. Họ hình như họ không có ý định từ bỏ thì phải, địa sẽ bấm B về và dịch chuyển ra để có thể giao tranh cùng đồng đội nhưng không kịp rồi. Rồng cho bên phía của gì nhất. Rất đáng tiếc. Lại có đánh nhau và quăng đi chân chúng hai thành viên ở trong cái bụng cỏ đó. Ember mất biến để thoát đi. Địa một là người bị kẹt lại, anh ta đang cố gắng đánh chặn đâu. Tung ra một cái chiêu cuối hợp chất bất ổn, hợp chất điên loạn đã cướp được một đối phương và cố gắng tấn công một người của Slayer nhưng là không được. Slayer thì không còn năng lượng nữa nhưng anh ta vẫn còn máu sẽ được bắn. Anh ta đã bị mắc kẹt ở trong hang rồng. Mặc dù là dòng lửa miệng hang rồng rất rộng, Spider vẫn không có bất kỳ một góc nào được thể thoát ra được nơi cửa tử đó. Ene hiểu được rằng là mình không nên gọi là giữ Baron làm gì cả, bởi vì đối phương vẫn còn nói những cái thông tin. Ember đã gặp nguy hiểm, đứng trên có hai người. Ember đã bị cô lập với cả DNK và cái hướng về còn khá xa, nhưng bên kia cũng đánh nhau. Hợp chất điện loạn đứng cướp và nó hạ gục chủ nhân của hợp chất điện loạn là Bio B đã phải lên bài đếm số rồi. Spider sẽ bị tấn công bởi 2, 3 thành viên, nhưng với sự cơ động anh ta quay ngược trở lại trả một cái xung điện cao thế và khiến Palette đã phải nằm xuống với những sắc thương là vừa đủ. Slayer bị rút tâm, anh ta không nằm. Vẫn còn một chấm máu trong pha thi đấu vừa rồi. Và đó là một quả sát thương của phần hơi sai lầm của Calamity. Ít nhất Calamity vẫn đang được đánh, vẫn đang được gặp giáo liên tiếp. Tiến hình có đồng hồ để áp lại bên dưới cường. Còn Ember thì lại tiếp tục chỉ chàng cái thành nàng khổng lồ. Đó là một lượng áp lực từ bên cạnh. Nó đủ để đẩy Yijin cùng với cả người đi đứng trước họ là Blade vào tường. Hai cú choáng quá đẹp được tạo tiền đề bởi Ember, như là một pha kiến thiết đỉnh cao ở trong bóng đá vậy. Để có thể tạo tiền đề, nhưng Celeb không cần cái tiền đề nào cả, ta tự động nhảy ngược trở lại và tí xíu nữa thì dứt điểm luôn. Pha băng trụ đường dưới đã đem về điểm hạ gục. Yijin là người nằm xuống, Bobby cũng phải đi theo. Double kill dành cho DNK và Blade không thể làm được gì ở phía bên ngoài. Thần cá sấu hiện tại quá là yếu. Palette chặn dây thành công. Ember đang tới với Na khổng lồ nhưng Blade đã kịp thời tốc biến bỏ chạy, nhưng anh ta có thể chạy được. Còn trụ này thì không thể nào chạy được đi đâu cả. Ba thành viên của BC mạnh hơn ba thành viên của duy nhất và họ lấy được trụ ba đường dưới. Đó là điều vốn phải xảy ra khi mà một cái chuyện nữa điện thoại đang là đối thủ đánh giá là mạnh từ tay hiện nay. Hai bên lại lao vào nhau, điện lao vào tiếp, anh ta cố định được thân ca sấu ở bên kia và ngay lập tức ta không còn Blade ở trên mặt đất nữa. Rồi bản thân địa một đã phải trả giá với những cái sự hổ báo hơi thái quá của mình. Blade thì vẫn đang được bắn cháy máy và âm đang rất nhiều. Còn từng người như một con nhím vậy mà anh ta vẫn thoát được về bệ đá cổ, sẽ không thể nào phòng thủ được với chỉ hai thành viên này. Tôi cam đoan là như vậy, nhưng em hơi cẩn thận dính chân vào bề đá cổ là không còn đường để mà về đâu. Ember vẫn còn hơn 1.000 máu để có thể đứng lại trêu đùa với đối phương, nhưng Slavity đang bị bắn nhà. Hãy dành những lượng sinh lực này để làm những điều có nghĩa thay vì cứ ngoe ngoẩy để rồi đối phương đưa lên bàn để hiện thực là thực sự là ổn hơn lắm. Và như đã nói, có lẽ là họ nên quyết đoán hơn giữa cái việc là đẩy nhà hoặc về đi.
mất đi trong mình giáp thiên thần, nhưng Celeb vẫn muốn sát thương cực kỳ nhiều và chỉ nhìn cũng không quét sạch dành cho SE. Blade thì đang chờ để hồi lại chiêu cuối nhưng còn khá lâu, nhắm đẩy vào tường khiến cho Blade không còn đứng trên mặt đất được nữa. Đó là cuộc loạn đến từ cái chiêu của bài học chúng ta, nó có vẻ là đẹp đấy. Phần còn lại của Genius Esports không còn đủ sức để hạ gục lên bất kỳ ai, chỉ hạ gục thêm địa một mà thôi. Và vừa rồi thì anh ta hồi lại được một chút xíu thì anh ta đã dùng lửa hồ ly để harass đối phương, nghe chừng là khó. Cần có những quả cầu ma thuật từ trên thì Colton đã bị ném rất nhiều ở dạng Natini. Đây là việc khai thác đối phương không còn tốc biến, nhưng không có một từ nhưng nào ở đây cả. Ember lại tiếp tục bỏ túi thêm một điểm solo kill. Lần này thì không ai không nhìn ai cả, đơn giản là kỹ năng ổn mà thôi. Blade thì đang gặp khó, mặc dù xuất hồn nhưng cái vị trí xuất hồn ban đầu nó đứng ở đấy. Tiếp theo có thể là một giai đoạn mà Chando có thể xuống để có thể thực hiện hành vi băng trụ của mình. Hãy nhìn lại Ember ở khu vực đường trên rồi, anh ta né được E của đối phương. Sau đó thì Colton mặc dù nhiều máu hơn thật, nhưng cái vấn nạn tay ngắn khi phải đối đầu với cả dạng Natini vẫn luôn luôn ở thường trực ở đó, là cân bằng được cái tỷ số solo kill ở trong ván đấu này. Nhưng mà Play lại lần thứ hai nằm xuống không có tầm nhìn. Chúng ta rờ lên à, không có luôn, đĩa là người chủ động, chỉ đơn giản là phi hồ mà thôi. Này đánh cảm giác nguy hiểm thật sự, lúc nào trong trạng thái cũng gần chết. Biobi thì anh ta đang kẹt lại ở trong trụ, còn đồng đội của ta là Sider thì bị làm choáng, bị hất tung lên và không còn nhiều khả năng chống cự nữa. Con Tam Ken không giúp gì được cho đồng đội vì cả với không còn chiêu cuối. Trở nên dễ dàng hơn. Slider vẫn chưa có tốc biến, anh ta đã bị dính hôn gió, thôi lại đi. Chân không chạm đất. Tạm thời bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được bởi vì con rồng nó vẫn ở yên trong hang và vẫn chưa ai chạm vào nó cả. Play lại xuất hồn lao ra và ta giật ngược lại ngay lập tức. Điên cây không còn tốc biến, anh ta không có lôi thần giáng thế. Còn cô tịch thì vừa trở nhà, vừa từ nhà trở ra. Nhưng vấn đề là cô tịch bản thân anh ta cũng không còn cái sát kiêu hoàn hảo nữa, nó đang chờ đợi hồi lại. Ember dạng Natini mà buộc phải tốc biến thoát khỏi dư ngoạn. Baby vẫn đang tiến lên, cô tịch găm phi tiêu vào, hôn gió không thành công, Play đã giật lại được. Liên tục là những pha nhấp nhả, hai bên đều đang tốn tài nguyên và các bên đều đang chờ đợi các kỹ năng quan trọng của mình hồi lại. Chiêu cuối đầu tiên hồi lại, tôi đếm không lầm thì nó sẽ là cái sắc chiêu hoàn hảo, sau đó vài giây sẽ là phi hồ. Câu tịch dùng cánh cổng qua bên này để tạo một góc, còn phút ấy bị bắt lại và anh ta không kịp làm gì cả và anh ta nằm xuống. Ember Corna khổng lồ đang làm chậm Bioby, phi hồ đã hồi lại, đĩa sẽ lao lên, anh ta còn hai lần lướt nữa nhưng không cần quá mạo hiểm bởi vì con rồng là mục tiêu quan trọng hơn. Bioby hất tung về Ember, nhưng đây là Na khổng lồ, anh ta bị dính hôn gió, sát thương dồn vào và anh ta nằm xuống. Đó là Celeb sát thương cuối cùng. Ember đang rất mạnh mẽ tiến lên, có dạng Na tỉ nị, anh ta sẽ tự tin truy đuổi và duy nhiên, còn phía bên này sẽ đã buộc phải tốc biến bỏ chạy. Đĩa hôn gió không thành công nhưng anh ta lại có đồng đội và có rất nhiều người ở đây. Thủy ngục đã trúng và nó khiến cho cô tịch sẽ phải nằm xuống. Celeb không còn cách nào để chạy nữa và ta cũng gục ngã chung với những người đồng đội của mình. Quét sạch cho SBTC. Play vừa rồi đã dùng khá là nhiều bộ kỹ năng của mình để tấn công, nhưng mà anh ta hình như là người mất máu nhiều hơn so với Ember thì phải. Giật hồn về thì máu của anh ta chắc chắn là thấp hơn so với Ember. Ember sắp có Na khổng lồ, bốn thành viên của CS lao vào tấn công Ember và cuối cùng họ cũng có được điểm A gục, nhưng họ mất quá nhiều tài nguyên. Liệu một mạng đó có giúp cho họ có thể có lợi thế và tấn công tiếp vào SBTC cánh trên hay không? Yijin có ý định tấn công lên nhưng ta phải né khỏi pha hôn gió. Những cánh cổng đang được kích hoạt, duy nhất đang thiếu công cụ để mở giao tranh. Họ có một Barbie đang cố gắng di chuyển để có thể dùng dương hoàng thi vật tiến vào đội hình đối phương. Anh ta né khỏi hôn gió, đá lưỡi và lui về. Play đang tiếp cận, anh ta không có chiêu cuối lôi thần được dùng để rút lui. Các ám sao rọi hất tung và nó khiến cho bên phía của SBC mất một người, nhưng họ cũng có câu trả lời khi lấy được mạng của Barbie. Slider bây giờ mới tiếp cận pha giao tranh. Lợi thế về người vẫn dành cho Genius và họ đang tiếp tục tràn lên. Họ giữ chân được thêm một người nữa. Violet là người đã buộc phải tốc biến, thì không còn phi hồ nhưng mà anh ta còn tốc biến và hùng gió, bắt buộc cô tịch rồi phải dùng phi tiêu để lui về. 3-4 nhưng SBC vẫn đang rất tự tin. Họ biết rằng Ember sắp hồi sinh và tôi đang thấy những cú nháy nói rằng Ember có thể dịch chuyển để tạo ra thế cộng chiến. Cô tịch rồi đã mất E, anh ta quay ngược trở lại tấn công, lại giật ngược về không kịp và đường về của Genius không còn nữa khi sau lưng họ là sát thần Ember. Và hủy diệt hoàn toàn, này sẽ là cuối cùng của trận đấu. 2-1 là chiến thắng cuối cùng cho SBTC.